Thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các vị giám khảo sẽ xuất hiện trong The Heroes, thần tượng đối thần tượng, những gương mặt rất là quen thuộc. Hãy cùng Phí Linh dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón ra sân khấu ca sĩ Thanh Hà. One minute later. Và cuối cùng xin được chào đón nhà sản xuất âm nhạc Đoàn Minh Vũ. Vị trí này được chưa? Nhảy đi. Ôi, trời ơi, cứu tôi. Linh có hơi tò mò xíu là Châu Đăng Khoa có một phong cách, đấy là lúc nào cũng cầm quạt á. Em có thể giải thích cho cái phong cách này được không? Thật ra cũng không phải là phong cách gì đâu, mà do mọi người thấy thời trang nó phan thời tiết quá nên là phải thủ sẵn cái quạt để mà giải nóng, giải nhiệt ạ. Quạt dùng cho anh bên cạnh không? Bên trái. Đây là có quạt cũng vô ích thôi ạ. Đợt này thì Hà Nội đã bắt đầu vào mùa đông rồi, cho nên là trang phục của Đỗ Hiếu là rất là phù hợp trong những chương trình biểu diễn ngoài trời ở thủ đô Hà Nội. Và với Phí Linh thì Phí Linh chỉ mong là các anh chị nhận xét thì có thể là có những phần rất là gắt gao, rất là khó tính, nhưng mà mình cân bằng lại. Ví dụ mình phân vai chẳng hạn, anh Đỗ Hiếu khó tính thì chị Phương Uyên sẽ là rất là dễ tính rồi thoải mái với các em chẳng hạn. Và đây là hoa hậu thân thiện. Always. Còn vai mình nói là vậy. Bình hoa di động, ngồi cho đẹp được hình thôi. Wow. Tôi là quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Đón xem chương trình Thần Tượng Đối Thần Tượng phiên bản Idol Camp phát sóng lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Viva Network bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Smart TV Casper, trang cảm xúc vượt giới hạn, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.